Rồi, đi chậm nào Thu Phương. Hồi nãy Thu Phương có bấm quẻ rồi không hay rồi sao mà? Đó, bấm quẻ quá trời luôn. Bấm cho nó chạy máu mũi luôn. Bấm quẻ cửa Kiên Trần kéo anh em ra dí xe cá gì Thu Phương mới đòi cưới cho Kiên Trần một ngày rồi. Ồ vậy hả? Hello Phong Thanh nha. Cưới một ngày đãi ra 50 bàn từ bệnh viện Chợ Giấy tới Trần Hình. Ôi. Ghê gớm không? Dạ, cái tập đoàn lại rồi. Rồi, tập đoàn đó em cá gì Kiên Thu Phương luôn ạ. Hello 1230. Các bạn ơi, nguyên một đi một nguyên một xe tới ăn cá viên chiên Thu Phương. Phải không? Ờ. Góp đủ chưa đây? Ủa, góp đủ chưa nè. Góp đủ chưa? Hỏi cô đem góp đủ chưa? Đi đâu ạ? Sâu dữ không? Trẻ quá mà. Cứ tưởng như ăn cá viên chiên Thu Phương chứ. Giống Việt Kiều về nước ghê. Giống Việt Kiều về nước hả Phương? Chị ơi em yêu chị, cảm ơn em nha. Chị cũng yêu em nha. Và chị yêu luôn tất cả mọi người đang xem. Hello Lâm Phi Yến nha. Nụ chị nay tươi hay là sụm nụ chị chưa biết đến đầu giờ em ơi. Hello Lâm Hồng Ngọc nha, cái miệng nói chuyện thấy cưng quá chị ơi, cảm ơn nha. Xì mua cái này giá hả nè cô xô cái đó rồi ông lấy giá tiền cái hà nó được cái xe hà tốt che tốt che. Tôi nghĩ là cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình thương cho bé Vũ Thu Phương. Em dịch đó là tiếng gì vậy Thu Phương? Tiếng qua mà lai thái với lại pha một chút gì đó hồ quảng vô. Ồ vậy hả? Trời ơi đúng rồi, cái tiếng này em tự học chứ không có cô giáo nào dạy đâu. Hello Phí Mạnh nha, ship cho em 100 về Biên Hòa được không vậy? Xui ghê. Biên Hòa không có ship được, về Bình Hưng Hòa thì ship được nha em nha. Em bớt cái miệng là giùm chị nha, Biên Hòa bụng có cái viên chiên ăn hả má. Tự nhiên ship 100 về Biên Hòa, rồi ship 100 về mà ăn 100 là 100 ngàn lộn xộn đúng không? Ship về Biên Hòa tiền gáp là 975.500 đồng đó, mà chịu tiền ship không? Sao không lấy Kiên Trần vậy ta? Kiên Trần nó sợ chị nó đi rồi em. 10 thằng Kiên Trần chị cũng hít vô lỗ mũi chị cho nó chết hết rồi. Em cỡ nào? Hello Kim Tùng nha. Hello Đỗ Trần Đạt nha. Hello Trần Danh. Hello Mỹ Mỹ nha. Rồi và đế Vũ Đô Phương sẽ quay sơ live stream cho tất cả mọi người xem về cá viên chiên nha. Rồi. Đây là cá viên chiên đủ loại nè mọi người ơi, thấy không? Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Đó mọi người hãy ra ăn đi. Bán bữa nay nó thôi em nghỉ tới 4 ngày rồi đó, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật em nghỉ đó nha mọi người. Đó, ship 300 ngàn một sọt thì lên lên nha Phương. Rồi mọi người, những anh chị em, bạn bè mình ở gần hay ở xa đó, mình muốn ăn cái viên chiên đó. Cái gì? Trăm lộc sò. Mình muốn ăn cái viên chiên này mình có thể gọi Grab hoặc là shipper nha mọi người nha. Go Việt hay là Now Food gì đó. Mười, hai mươi. Mười, ba mươi, bốn mươi. 50, 60, 70, 80, 90, 100 lộn xộn này đúng không? Hai tuần quá rồi. Hello 1060 người đang xem. Hello Sơn Ca Lai nha. Ngồi người ta hẹn 29 hay 30, 31 kìa bà. Biết rồi, ngày mai tôi đi sáng nè. Sáng bữa sáng tôi đi rồi, có đi chung với tôi không nè Sơn Ca Lai. Ngày mai buổi sáng hai chị em mình đi chung nha, để anh gửi cái địa chỉ qua. Tại vì 29, 30, 31 là tôi đi Cổ Hạch rồi, tôi đang ở ngoài Cổ Hạch đâu có đi được. Bởi tôi mới hẹn anh buổi sáng, đưa tiền rồi hả? Hello Hoàng Xây nha, Hoa Hậu Thu Phương kìa, cảm ơn Hoàng Xây nha. Hello Nguyễn Hòa. Kiên Trần nó chết rồi, cái gì mà vô đây hỏi Kiên Trần hoài. Kiên Trần trong lỗ mũi không à mấy má. Thôi chết rồi, tới thiệt. Nói chứ Kiên Trần sợ, chỉ có Kiên Trần đi rồi mấy em ơi. Đó mọi người ở gần cũng nhớ xa, mình đang coi live stream đó, mình thèm cái viên chiên đó, mình có thể gọi cho Grab hoặc là Go Việt hay là Ahamut, Ahamu gì đó. Đó mọi người nói là ra 716 mua 100 200 lộn xộn. Đó những anh chị em nào nhậu nhẹt hay là thiếu mò thì cứ mua. Nhiều em. Chắc em về. Hôm qua cỡ đầy đủ em.
Mọi người hỏi là dì Phượng là ai mà dám cà khịa tôi Phương à. Để chua đầy đủ hả em? Hello 994 người đang xem livestream nha. Mọi người đang xem live Trang Bay thì mọi người giúp em, thương mến em thì mọi người hãy dành tặng cho em một lượt chia sẻ Trang Bay. Tại vì sao khi mà em mua mấy cái viên chiên em rất là tha thiết da diết, mong mọi người thương em. Mọi người đã vào xem Trang Bay rồi, mọi người hãy dành cho em một lượt chia sẻ Trang Bay để cho nhiều người biết tới địa chỉ bán của em là 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Đó, anh Lâm Điền Nghĩa có ghim lên giùm em đó mọi người. Và em xin thông báo với mọi người là em bán tối hôm nay nữa thôi nha. Là em nghỉ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Em nghỉ 4 ngày lận tại dịp sau em đi Cổ Thạch đó, đi chùa Cổ Thạch mẹ Nam Hải. Để em cầu mẹ, em mong mẹ Quan Âm đó, mẹ Nam Hải đó thương và xây chuyển cho đất nước Việt Nam mình được mạnh khỏe, được sức khỏe, được bị cầu mong cho miền Trung không có bị lũ lụt nữa. Đó, để cho tất cả người dân miền Trung, Quảng Bình rồi đó, người ta có công ăn việc làm ổn định. Cái gì nè, lớp nào dịch nè, lớp nào lũ lụt và lấy cái gì người ta làm ăn trời. Phương chứ không phải là cầu có chồng hả tôi Phương? Không, không có cầu có chồng. Đó. Và sát luôn mũi tôi Phương luôn á nhà ơi. Cảnh cảnh luôn á. Để 5 cây ở trên ha. Đủ ăn không? Nghe đứa ăn 5 cây đủ không? Hiện tại là cuộc sống Sài Gòn TV đang ở xe cá nhân viên của tôi Phương. Có ai đồ ăn không em? Ghi nhận cái không ai chiều tối nay ra như sau. Cả nhà xem video nút thứ hai thì có thể là like chia sẻ giúp cuộc sống Sài Gòn TV nha, để cuộc sống Sài Gòn TV có động lực làm những video tiếp theo về ẩm thực đường phố Sài Gòn cũng như là quay nhiều Thu Hương. Nhớ nhà hãy ra 716 Trần Hưng Đạo để thưởng thức cá viên chiên vui vẻ hài hước nhất Sài Gòn nha cả nhà. Đó, các bạn trẻ bắt đầu cũng đã đến nè. Cô bé có bị động gì chụp lại nha. Ấy tôi Phương là thấy trai đẹp muốn ôm chụp lại lần nữa đó. Ôi ôi. Ôi ôi. Chết rồi. Ăn cái này em mua về em. Về về nhé. Rồi. Hôm nay thấy tụi Phương tươi rồi, tươi đói cả nhà. Tươi hả? Ờ. Chắc là quen anh nào rồi. Trời ơi. Đó, mọi người đang xem thì mọi người hãy chung tay giúp em chia sẻ Trang Bay nha mọi người. Để cho nhiều người biết đến em, nhiều người thương em ra ủng hộ em. 716 Trần Hưng Đạo em có ghim trên livestream đó, ghim trên Trang Bay là Lâm Điền Nghĩa đó, anh đã ghim livestream cho em đó. Và em xin thông báo cho mọi người là em chỉ bán bữa nay nữa thôi nha. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật em nghỉ 4 ngày, thứ hai em bán lợi để mất công mấy người ở xa đó, người ta không biết người ta xuống thì tội nghiệp nha, để phiền người ta. Đẹp quá. Đẹp quá. Cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người đã khen em nha. Cứ thường lệ Vân và lễ đầu tiên xin cho phép mình đến với Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương tất cả mọi người. Tới 727 người đang xem Trang Bay của mình đến với Thu Phương nha. Chúc cho cả ngày yêu có một buổi tối thứ tư thật là vui vẻ và mát mẻ nha. Mọi người vào đây chiêm vào Trang Bay em xem trước xem sau gì cũng vậy. Mọi người thương em, mến em, cảm thấy mến tay mến chân em, thương em thì mọi người cứ giúp em chia sẻ Trang Bay. Có những cái lượt chia sẻ đó là những cái động lực, những cái lời nhắn nhủ, những lời cảm ơn của mọi người dành cho em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mày nào chúc hoài, mày bị bệnh đó Kiên Trần. Con này mày chán sống rồi, mày chúc tao hoài vậy, tao không có chúc mày luôn á, tao chúc mọi người. Là trừ một mình mày ra. Mày ngon quá chúc mày. Mày để tao chúc mừng năm mới mày nha. Hay là Noel, hay là Giáng sinh vui vẻ nha. Sắp tới Noel rồi đó.
chỗ ở cái gì á. Đây hiện tại thì ngoài xe cái chiên của Tô Phương rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ nó chuyển qua 119 đường Trần Trảo á. Đó, mọi người thấy không? Ờ, bởi vì các bạn kể theo. Chị ơi, 6 người ăn 20 lộn xộn có nhiều quá không? Không có nhiều đâu, em ăn 10 ngàn cũng được đó em. Cho hả? Cho sắp ghép không vậy? Vô cà khịa đi. Vô cà khịa đi. 6 bạn vô cà khịa luôn đi. Mày. Ừ, 6 bạn vô cà khịa luôn. Vô cà khịa luôn em gái. Tôm hùm 1 tôm Alaska lại 300 lộn xộn. Cái lộn xộn cái đậu hũ thì chiên kỹ giùm em, đừng bỏ cho em nhiều. Em dặn dễ mới nhớ, em dặn dễ nhớ dễ lắm. Lấy 300.000 lộn xộn, lấy 2 cây bò, 2 cây cá, 2 cây tôm, 1 cây đậu hũ, 1 cây đậu bắp với lại 1 cây hồ lô với 2 cây bắp bao. Miệng quá, miệng chị quá. Em phải dặn như vậy. Miệng chị quá.